Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước, mình đã chế tạo được một bộ giáp ta nói rất là ngầu ha. Và đồng thời, chúng ta cũng hồi sinh được một giống loài khủng long Ai Cập cổ đại các bạn ạ. Đó chính là khủng long xương ha. Trông rất là quý tộc pharaon các kiểu đâu. Hôm nay thì có thể là mình sẽ dẫn theo khủng long xương đi khám phá cùng với mình. Bởi vì hôm qua chúng ta đã có một màn thám hiểm hang động cực kỳ kinh dị luôn các bạn ạ. Nó triệu hồi khủng long kiểu lai tạo tùm lum hết trơn á. Hình như nó có nét của dơi nè, có nét của mặt cà rồng nữa. Trời đất ơi, kinh dị thiệt sự luôn á. Và cái hang động đó thì chắc mình sẽ sớm trở lại, nhưng mà khi nào mình mạnh hơn đó. Bây giờ mình còn hơi non các bạn ạ. Rồi, giờ mình sẽ giữ khủng long xương vô trước ha, để chế độ theo dõi mình nè. Ok, tiếp theo mình sẽ dẫn theo thêm một vài đồng đội nữa để còn hỗ trợ mình nữa. Vì hôm nay dự tính là mình sẽ trở lại địa ngục, bởi vì bên đó sẽ có thứ giúp mình có thể có thể giúp mình chế tạo được một cái khiên xịn sò. Tại bây giờ mình đang thiếu một cái khiên á các bạn. Được thì làm luôn cái kiếm ha. Còn cái nhóc này hôm qua mới cho ăn, mới làm bạn, bây giờ đã hút mình rồi. Kỳ cục kẹo quá. Hung dữ biết nữa, đứng canh ngay cái cửa nữa chứ. Rồi để coi coi bữa nay mình sẽ dắt ai đi ta. Dắt theo anh Long nha. Ừ, mình nghĩ là nên dắt theo anh Long á các bạn ơi. Đóng cửa lại cái. Ok ok, sẽ ổn thôi. Rồi, dẫn anh Long nè. Còn anh Long định định hù dọa mình các bạn, nhưng mà không sao. Mình dẫn bố của thanh niên này đi liền. Mình lại gần thêm một ô nữa là sẽ bị cắn liền á. Úi da, trời, cắn thiệt. Trời, không có giỡn được. Mình còn tính dẫn theo khủng long đầu gai nữa các bạn. Tại vì loài khủng long này có khả năng bắn những cái phi tiêu gai rất là khó chịu luôn á. Thế nhưng khủng long này thì không được nhiều máu cho lắm nha. Nếu mà mình dẫn đi theo á là mình phải thật sự là đề phòng nha. Ok, thôi được, mình sẽ làm liều luôn. Cảnh giác hơn là được ha các bạn. Rồi, để khủng long ở chế độ theo dõi mình. Ok, vậy là được 3 đồng đội rồi. Chắc đồng đội cuối cùng đó chính là khủng long bay. Hôm qua mới thay skin, bây giờ ngầu quá trời ngầu kìa. Không dẫn đi khám phá là hơi bị đáng tiếc đó nha. Rồi, mình sẽ lựa chọn khủng long bay là thành viên cuối cùng. Ui, từ từ. Để mình thu hồi khủng long bay vô cái lasso cái đã. Rồi, xong phen. Mình sẽ không cần nóc thêm thuốc kháng lửa đâu. Bởi vì trong ba lô của mình hiện tại đang có sẵn cái set giáp Tectonic đó các bạn. Mặc full set này là mình đã có kháng lửa rồi, nên là qua địa ngục cũng khá là an toàn ha. Ok, tranh thủ đi sớm về sớm nào. À, bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Mà sẵn tiện chuyến này, mình cũng sẽ đi săn thêm Netherite nha. Nếu mà được thì mình sẽ làm full giáp cho những người bạn khủng long mà chưa có giáp của mình luôn á. Kế hoạch của mình là vậy. Rồi. Giờ thì cởi khủng long bay và chúng ta sẽ lên đường thôi nào. Cái gì vậy? Ê, cái quần đùi gì vậy? Ây da, trời ơi, có nhạc nổi lên rồi các bạn ơi. Có một con gas đột biến. Vũ khí, mình cần vũ khí. Từ từ. Không ổn rồi. Kỳ cung. What? Ây da, đâu ra vậy? Cái quần đùi gì thế? Không được rồi, mình phải về nhà lẻ mới được. Mình phải mang theo tre Mozilla. Ok, nhạc tạm thời đã tắt rồi. Oh my gosh, ở đâu ra cái con gas đột biến đó vậy? Hả? Ui, không được rồi, với tình hình này thì mình phải để cho khủng long đầu gai ở nhà thôi, hoặc là khủng long xương ở nhà. Tạm thời là vậy á. Sau đó chúng ta sẽ dẫn theo người bạn tre Mozilla. Trời ơi, bây giờ phải có tre mo mới làm lợi cái con kia các bạn ơi. Không thôi là không lợi đâu. Mình tin chắc là như vậy luôn. Mình thấy nó bắn gì đâu mà quá trời quá đất, những phát bắn khổng lồ luôn á. Yêu, chưa gì đã có biến rồi.
Da kẹo căng nha các bạn ơi. Đây có thể là trận chiến ha, sống mái đấy. Ui nó kìa. Ây da. Au. Thiệt sự là như vậy. Nhạc lại nó lên tiếp rồi. Oh my god. Từ khi nào mà địa ngục có những cái con quái vật khủng như vậy? Mình sẽ triệu hồi Tremor ngay tại đây. Ok. Sau đó thầy chuẩn bị kích hoạt kỹ năng cực mạnh thôi. Từ 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 mình sẽ xác định vị trí của nó rồi đó. Nó núp. À kìa kìa kìa. Nó núp. Nó đang mắc kẹt các bạn ơi. Chuẩn bị thôi Tremor. Sử dụng hơi thở không nguyên nào. Rồi. Nó đang ngay đây nè các bạn ơi. Nhắm thẳng vô nha. Và ok. Đâu rồi? Ui không. Ui mình tấn công hụt rồi. Ouch. Không hay tí nào. Ôi ơi nó la lên kìa. Mình sẽ lấy cung mình nã nó. Hiện tại nó đang bị mắc kẹt các bạn ơi. Yêu. Tranh thủ tranh thủ. Lúc mà nó chưa phát hiện ra mình. Ủa sao mình bắn trật lớp không vậy? Ok kìa. Ừ nó há cái miệng thì ghê thiệt chứ. Phải cố lên. Ok một xíu nữa thôi. Nửa kem áo rồi. Đâu thì bắn lâu cũng ngủm các bạn ơi. Alright. Và hiện tại Tremorzilla cũng sắp hồi phục cái kỹ năng hơi thở nguyên thủy rồi. Cố lên cố lên. Đợi cho Tremor hồi sức lại là mình tung cái đòn đó. Mình nghĩ là sẽ kết liễu được cái con gas này. Trời đất ơi tính dắt khủng long đi khám phá thôi mà gặp ngay cái thứ dữ nữa. Hôm nay là một ngày bất ổn rồi. Ui sao không thấy nó tấn công mình ta. Ui cũng có lý cũng có lý. Ui ui Tremor rồi. Trời Tremor ơi. Ui hồn chim én á. Rồi cửa Tremor. Chúng ta sẽ nhắm thẳng vô con gas đó. Lần này thì sẽ khác thôi. Mình tin chắc là như vậy. Chuẩn bị nè. Hơi thở nguyên thủy tấn công. Để rồi để rồi. Để xem. Ui hơi thở của Godzilla. Ổ lộn Tremorzilla mạnh như vậy mà không xin nhê. What the hell. Ui đồng thời mình đã giải phóng nó rồi các bạn ơi. Yêu chiếc này lên ít chứ nhiều rồi. Ây da. Ui khó nha khó nha. Nó thì liên tục tấn công những quả cầu cực mạnh về phía mình. Cái này chắc mình phải tự xử rồi đó các bạn. Yêu nó lại bắn những quả cầu nhung nham gì kìa. Nó phun nhung nham các bạn ơi. Ok một xíu máu nữa thôi. Chúng ta có thể làm được. Ây da. Mổm rồi không mổm rồi. Giờ Tremor giúp một pha này mới được. Ây da ây da. Mình sắp không ổn. Cố lên Tremor. Mình sẽ lại gần và bắn thêm vài phát nữa. Ây. Ow. Nó cho Tremorzilla tắm nhung nham luôn rồi các bạn ơi. Ê con này không phải gian vừa nha. Ui Tremor mình sắp không ổn. Dẫn Tremor chuồn thôi. Đối thủ này hơi đáng gờm các bạn ơi. Ok mình phải tìm một cái góc nào đó có lợi thế hơn cho Tremor hơn mới được. Nó đâu rồi? Nó đang chạy đi đâu rồi các bạn ơi? À kìa kìa mình thấy rồi. Mình đã thấy dấu vết của nó rồi. Nó ngay đằng kia. Ok mình sẽ tấn công thử lại. Rồi. Nhắm thẳng vô người nó. Ui. À, hơi thở mạnh vậy mà không kết liễu nổi các bạn ơi. Không tin được luôn. Bây giờ bao trùm chỗ này chỉ toàn là gas cũng như là nhung nham thôi. Không được. Mình phải kết thúc trận chiến này thôi. Ê. Ê mình bắn hạ rồi. Ủa hay là nó tự mắc kẹt vậy ta. Trận chiến kết thúc rồi các bạn ơi. Hồi nãy hơi thở của Tremorzilla đã đẩy nó vô đây. Và nó cũng đã nằm xuống rồi. Mình sẽ coi coi nó có rơi ra đồ gì không á. Hình như không á các bạn ơi. À đáng tiếc thiệt chứ. Ờ đâu ra cái con đó thiệt. Hôm nay là một ngày xui xẻo của mình rồi. Ủa đây là what? Lavitan. Wow Lavitan các bạn ơi. Ui nhìn đẹp vậy. Mình không còn lasso để mình giữ Lavitan nè.
À, man, hơi tiếc ha. Thôi, hôm nay chúng ta đã chiến thắng trước cái con Mutant Gas kia rồi. Coi như là cũng là một cái chiến thắng khởi đầu ha. Hy vọng những trận chiến sắp tới mình vẫn sẽ giành chiến thắng chung với Tremorzilla. Wow, hồi nãy Tremorzilla suýt nữa thì hẹo các bạn. Hên là mình dùng cái lasso á, mình giữ Tremor lại kịp á. Không là toang rồi. Đây rồi. Cuối cùng. Yes. Chỗ mà mình cần tìm đã nằm ở trước mặt rồi các bạn ơi. Đây chính là đấu trường lửa các bạn ạ. Chỗ của chiến binh lửa thiên đang cư ngụ nha. Nice. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xuống dưới này để mình lấy một ít vàng làm chiến lợi phẩm, kèm theo đó là mảnh vỡ cổ đại luôn. Quá đã các bạn ơi. Tranh thủ sử dụng sức mạnh bão cát qua đây cái đã. Đấy, tính ra có cái lọ chứa bão cát tiện thiệt. Mình di chuyển giữa một số khu vực nó sẽ khá là tiện các bạn ạ. Đây. Đó. Đấy luôn. Vậy là tổng cộng mình đã gom được đâu đó cỡ nếu mà tính bên kia luôn là sẽ được 4 mảnh vỡ cổ đại các bạn. Là được một foil rồi. Yeah. Đồ free. Xong phim. Tiếp theo, mình sẽ đi xuống dưới. Không phải chỗ trung tâm này đâu, mà là thấp hơn nữa cơ. Để mình tìm những cái thanh niên canh gác cái đã. Tại vì mấy thanh niên đó sẽ chứa thứ mà mình cần farm. Ồ đây. Đây luôn các bạn ơi. Cẩn thận. Rồi. Chiến đấu nào. Đúng rồi, phun đi. Ê, coi chừng nha. Đúng rồi. Phun đi khủng long. Ê, gì đây? Ghê vậy? Ôi trời. Ôi, cái thanh niên đó ăn hiếp khủng long mình các bạn ơi. Anh thằng ơi, vũ khí của mình có vẻ không xi nhê cái thanh niên này lắm. Áo. Còn tung quá mù nữa. Ui. Giọt. Ui, cảm giác mình yếu vậy ta. Thiệt luôn á. Rồi, kêu anh Long ra trợ giúp các bạn ơi. Ui dạ, không thấy đường. Cắn đi anh Long. Long, cố lên anh Long. Hay lắm anh Long. Yes. Anh Long đã trợ giúp mình các bạn ơi. Mình đã nhặt được một cái Burning Ash đầu tiên rồi. Yeah. Yếu thì dùng khủng long thôi các bạn, chứ không dùng thế đâu. Rồi, bay lên. Alright, chúng ta sẽ cần săn thêm một cái Burning Ash nữa. Càng nhiều thì chúng ta sẽ triệu hồi chiến binh lửa thiên càng nhiều hết các bạn. Đây. Còn một thanh niên nữa nè. Bước vô đây. Đúng rồi, cắn lên long. Đúng rồi. Tôi thích cách chiến đấu của anh. Đừng có gáy nữa là được. Đấy. Anh Long mà chịu chiến đấu là mạnh cỡ vậy đó các bạn ạ. Nice. Vậy là mình đã có được hai cái Burning Ash rồi. Chúng ta sẽ tiến hành lên trên và triệu hồi chiến binh lửa thiên các bạn ơi. Đây là một kèo rất là căng. Mình sẽ cho Tremorzilla ra sẵn. Để Tremor trạng thái là chuẩn bị chiến đấu luôn ha. Ok. Tương tự với Long, cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu luôn. Alright. Còn riêng em khủng long đầu gai các bạn, hồi nãy em cũng chiến đấu đó, nhưng mà em không được nhiều máu lắm nên là mình đang lo á. Thôi, tốt nhất cứ để cho khủng long đầu gai và khủng long bay ở trong ha. Chúng ta chỉ cần hai chiến binh dũng mãnh này thôi. Ok. Lấy khối vàng cái nè. Sau đó thì sẵn sàng cho trận chiến sống mái ở chỗ này thôi các bạn ơi. Let's go. Triệu hồi chiến binh lửa thiên. Ok. Và chiến binh lửa thiên đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Oh my god. Ấy. Trời. Chua gì đã chủ động tấn công rồi. Ghê vậy. No. Ui, Tremor, mình thấy Tremor sắp dùng cái đòn tiêu hủy diệt. Ừ, đúng rồi. Hay lắm. Mình phải thu hồi anh Long vô liền các bạn. Wow, cái đòn đó mạnh nha. Ui, Tremor sao còn có nửa cái máu vậy? Ui, Tremor sắp không ổn rồi các bạn ơi. Ui không, bây giờ tới anh Long đi. Trợ giúp tôi anh Long. Ui, Tremor đã chiến đấu hết sức rồi các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là anh Long hỗ trợ mình. Ok, anh Long nhân ổn. Mình vẫn quan sát lượng máu của anh Long. Yếu một phát là mình sẽ đưa vô trong liền. Ok,
Chạy chạy chạy. Mình sẽ chờ cơ hội cho anh Long hồi phục lại. Mình cũng cần hồi phục. Ui da. Giọt thôi. Chúng ta không nên chạy cối các bạn. Mình sẽ hồi máu lại. Dạ dạ. Biến hình. Giọt tiếp. À dạ. Rồi. Cho anh Long. À mình dính đòn rồi. Oh no. À. Ok anh Long đã trở lại rồi. Anh Long đã đầy máu các bạn ơi. Mình phải chiến đấu nhiều lần như vậy. Ok. Lần này thì sẽ khác thôi. Cố lên anh Long. Ui trời. Ui anh Long lại sắp không ổn rồi. Không sao. Mình sẽ làm bác sĩ hồi phục cho anh Long lại. Ui da. Chiến binh lửa thiên mạnh quá các bạn ơi. À. Ê nè nè nè. Mệt quá. Ây da, mình dính đòn rồi. Ow. Không sao. Mình rất là chạy cói các bạn yên tâm. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc các bạn ạ. À. À không. Bỏ cuộc một xíu đi. Ây, đau quá. Mình cần hồi máu rồi. Ok. Rồi, lượng máu của mình. Ồ. Tạm ổn nha. Giờ chúng ta sẽ đáp xuống như này. Kiểu hồi anh Long chập hai. Ok. Tiếp tục nào anh Long. Ở đâu ở đâu. Phóng cái thương. Ui. Phóng cái thương trật lắc rồi. À. Cố lên anh Long ơi. Mình sẽ. Ê có chân tuyệt chiêu. Thu hồi Long lại. Ui mày quá. Thu hồi Long kịp các bạn. Ui coi chừng nha. Chúng một đòn nữa là đi đó. Ui da, sứ giả lửa thiên này mạnh quá. Không được chủ quan các bạn ơi. 100 máu cuối cùng thôi. Cố lên. Lần này là giáp lá cà luôn. Không chạy nữa. 2-1. Không chột cũng cà quẹ. À. Ây da, ây da. Ây da, đau quá. À. Cái gì mà hồi phục siêu vậy. Rồi. Sứ giả lửa thiên hồi máu ghê lắm các bạn ơi. Thánh thằng à. Mình ăn táo vàng mà còn hồi máu mà không kịp á. Ui hên, không có dính đâu đó. Ê ê, bài bài nè nè nè. Alright. Trở lại nào. Lần này thì sao. Ui dạ dạ dạ. Mình lại lọt rồi. Cẩn thận cẩn thận. Cố lên anh Long ơi. 30 máu cuối cùng. Đây rồi đây rồi. Cơ hội. Ê. Mình sẽ không từ bỏ. Gì mà trâu vậy. Yes. Cuối cùng. Anh Long đã làm được rồi các bạn ơi. Anh Long gánh tem cực mạnh. Yes. Đại thắng các bạn ơi. Trời ơi một tí nữa chúng ta đã mất anh Long. Cũng như là trẻ Mozilla trong trận chiến với chiến binh lửa thiên rồi. Mạnh thật sự luôn á. Ok, giờ mình sẽ cho hai chiến binh dũng mãnh này nghỉ ngơi ha. Rồi, phần thưởng của chúng ta thì chính là thỏi Ignitium. Một loại khoáng sản cực VIP các bạn à. Tại vì nó sẽ là nguyên liệu chính để mình làm ra bức tường lửa. Một cái khiên có thể nói là gần như là không thể phá vỡ luôn các bạn. Mình sẽ xách cái khiên đó và chúng ta sẽ qua bên cái hang động kia và chống đỡ toàn bộ sát thương từ những con quái vật ha. Ê, nhưng mà khoan, Mutant Strider. Gì đây? Kẻ sai bước mà cũng đột biến rồi. Ủa đây là thời đại khủng long mà chứ không phải thời đại. À, thời đại quái vật đột biến đâu. Nếu mà nó đã ở bên kia rồi, vậy thì nó đã lọt vô tầm ngắm của kẻ Mozilla nhà mình. Chuẩn bị tung hơi thở cực mạnh vào người nó thôi. Chả cái vốn lần lại nãy giờ nó dám tấn công mình và Tremor ha. Chuẩn bị nè. Tấn công. Ê. Cái gì? Cái gì? Hơi thở của Tremor mạnh vậy mà chỉ kéo được một tí xíu máu của nó thôi các bạn ơi. Nani? Ui ui ui, không ổn rồi, không ổn rồi đại dương ơi. Hôm nay chúng ta gặp thứ dữ rồi. Trời đất ơi. Nó tiễn mình về bằng đường hàng không luôn rồi các bạn ơi. Oh no. À cay thiệt á. Tự nhiên bữa nay lại xuất hiện những cái giống loài đột biến nhưng mà nó còn ở dạng boss nữa.
bá đạo trên từng hạt gạo thì chứ. Thôi được, không sao, chúng ta cũng ít ra hoàn thành được cái nhiệm vụ đề ra trong ngày hôm nay rồi, mà không có mất đi người bạn nào hết các bạn ạ. Vậy là cũng còn may mắn cho mình ha. Ok, Tremorzilla nãy giờ chiến đấu cũng đã vất vả rồi, mình sẽ để Tremor về nhà nghỉ ngơi ha, để hồi phục máu lên nữa. Ok, còn anh Long mình sẽ cho về đoàn tụ với gia đình luôn, tội nghiệp ảnh. Trời ơi, còn bị trọng thương nữa cơ. Rồi, anh nghỉ ngơi đi nha. Còn về phần khủng long đầu gai thì hồi nãy cũng dính một mớ sát thương trong trận chiến với kẻ canh gác chỗ đấu trường lửa các bạn, nên là cũng sẽ để cho nhóc này nghỉ ngơi ha. Rồi, hầu như tất cả khủng long đều đã được nghỉ ngơi rồi, mình thì chưa được nghỉ đâu, mình phải xuống đây một cái, sau đó chúng ta vô trong nhà và chế tạo đồ, làm liền một cái khiên mới được các bạn ạ. Công thức làm ra nó thì cực kỳ rẻ thôi. Đây, vậy là chúng ta đã tạo ra được cái khiên từ Ignitium Ingot rồi ha. Ok, và cái khiên này có vẻ là cũng khá tông xẹt tông với set giáp Tectonic đó các bạn. Nhìn là cứ tưởng chung set không á chứ. Và cái khiên này thì mình có thể wow, kết hợp được với găng tay hả? Ôi, chúng ta có nên kết hợp thử không các bạn? Ôi, cái này nó hơi liều nhưng mà mình cũng muốn test thử quá à. Tại vì bình thường cái khiên này á, khi mà chưa có kết hợp với cái gì, nó chỉ có công dụng là hút kẻ địch với lại lướt về phía trước thôi. Nhưng mà khi kết hợp với cái găng tay này thì chúng ta có thể làm ra được một cái găng tay có vẻ là có thể tấn công được các bạn ha. Ê, nhưng mà nó cần phải có cái được gọi là Mechanical Fusion Anvil. Cái này thì hiện tại mình chưa có chế tạo được. Oh, wow. Vậy là trong tương lai mình sẽ cố gắng để chúng ta làm ra được cái găng tay xịn sò này ha. Biết đâu nó búng một phát là hạ được mấy con quái vật đột biến luôn sao. Có thể lắm á các bạn ạ. Ok, vậy là chúng ta đã có được một cái khiên xịn sò để chống đỡ trong chuyến khám phá sắp tới rồi. Tiếp theo, mình sẽ tiến hành kiểu như là làm giáp cho một vài khủng long còn lại trong cái khu vực của mình ha. Để coi coi khủng long nào chưa còn có giáp ta. Oh, đây, Diablo nè, hiện tại chưa có giáp đúng không? Đổi vàng ra và chế tạo liền cái giáp cho Diablo Ceratop luôn nè. Ok, rồi, phía bên này thì còn... còn một tri xe chưa có giáp nữa. Mà giáp của tri xe ra tớp thì còn tới 3 phôi netherite lận các bạn ơi. Ủa, không biết mình còn đủ phôi netherite không ta? Hình như không á các bạn, cái gài mình nghèo lắm thiệt luôn á, mình không có đi cày thêm được mấy cái quặng đó. Ồ, đây đây, mình còn được 9 mảnh vỡ của đại, mà 9 thì mới làm được có 2 phôi thôi, trong này thì cũng không còn luôn. Ây da, có cho mình rồi. Vậy là mình phải trở lại địa ngục thêm một chuyến nữa các bạn, để mình có thể tiến hành kiểu như là cày thêm mảnh vỡ cổ đại ha. Sắp tới thì đội quân khủng long á, mình muốn là sẽ full giáp hết trơn luôn cơ. Lúc đó thì lâm trận nó mới tự tin được. Chứ không thôi á, mỏng manh quá thì mình sợ lại có đồng đội hy sinh tiếp á, như vậy thì không hay tí nào đâu. Rồi, bây giờ có khiên rồi, mình sẽ trở lại một chuyến nữa. Ơi, chưa. Từ, thiếu người bạn này. Không có người bạn này là cút bộ xỉu luôn á. Ha, sẵn tiện đang ở nhà này làm thêm táo vàng luôn đi chứ. Kim thò quang bển đâu còn táo vàng đâu ăn. Trời đất ơi, hồi sớm không có mấy trái táo vàng cứu khổ rồi, chắc mình cũng hẹo sớm rồi đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ làm được đâu đó cỡ 20 mấy trái táo vàng nữa ha. Ê, dắt theo thêm tri xe luôn không nhờ. Ừ ha, lâu rồi mình chưa cho tri xe đi quẩy chung với mình nha. Đây, ở đây chúng ta có một tri xe nè, và tri xe bên này cũng có áo giáp luôn rồi đúng không? Vậy thì dắt theo vợ chồng tri xe này luôn đi. Rồi rồi, có tăng cơ chính hiệu đi theo rồi các bạn ơi, mình sẽ tự tin hơn đáng kể đây. Ê, thêm một cái đấu trường lửa nữa các bạn ơi. Ủa, à đây đây đây, hết hồn, tôi đâu cái đấu trường lửa này không có cái chỗ triệu hồi chứ. Nhưng mà không sao, tại vì mình cũng không cần triệu hồi đâu, tại hôm nay chúng ta chiến đấu với một chiến binh lửa thiên là quá đủ rồi các bạn. Mục tiêu chính của mình đó chính là những cái quặng mảnh vỡ cổ đại các bạn ơi. Vô đây là mình nắm chắc là có được 4 mảnh vỡ cổ đại luôn á. Ngon, đủ KPI luôn rồi các bạn ơi. Ây, tính ra được thật sự chứ. Đã vậy còn lụm về được mớ vàng để dành làm táo vàng ăn để đỡ ăn hành nữa nè. Ngon luôn, ngon luôn. Ok, rồi, lấy hết vàng và chuồn thôi các bạn ơi.
Về tới nhà, việc đầu tiên của mình đó chính là nấu hết số bụng netherite ra để chúng ta chuẩn bị chế tạo những cái foil và từ đó làm ra giáp cho Triceratops còn lại ha. Quá đã luôn. Đây rồi, đủ KPI. 3 foil netherite nha. Tiếp theo là bay sang đây, đáp cạnh em luôn nè. Rồi từ đó chúng ta sẽ làm ra yên cho ổ lộn áo giáp cho Triceratops thôi. Ui, trời. Ê, trong này có có súng các bạn ạ. À. Ôi giời, các bạn có muốn mình làm một khẩu súng không? Để chúng ta trả thù mấy con quái vật đột biến. Ê, tự nhiên mình lại muốn bị tha hóa người ta. Sức mạnh tuyệt đối các bạn. Rồi, tạm gác chuyện đó đi. Giờ thầy mặc giáp cho Trice ha. Đó, vậy là từ giờ ba nhóc Triceratops nhà mình đều đã có áo giáp rồi. Đội hình này mà ra trận thì hơi bị trâu luôn các bạn. Đúng kiểu là toàn là tăng cơ không á. Ok, dắt theo hết luôn đi. Chúng ta sẽ có một chuyến đi thám hiểm cái nữa ha. Các bạn có muốn mình trở lại cái hang kia liền không? Mình thấy là bây giờ cũng đủ để trở lại rồi đó các bạn. Khiên đã có, đội hình khủng long tăng cơ cũng đã có rồi. Đúng. Trả thù liền cho nóng các bạn ơi. Ok, quyết định vậy đi. Trở lại khu vực cái hang động ma mị kia thôi. Lần trước chẳng qua là mình chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm thôi. Lần này thì mình đã rút ra nhiều bài học hơn rồi. Ôi chưa, từ. What? Mới xuống mà gặp được mấy cái tên áo đỏ lùng lùng kia rồi các bạn ơi. Ôi kệ nó. Trong này mình phát hiện ra một cái ngôi nhà của ai nữa nè. Đi ở trong đây lâu lâu chúng ta cứ gặp mấy công trình lạ lạ nha. Mà xui xui là gặp mấy cái thanh niên mà làm phép giống như hôm bữa là mệt nữa. Có cây tablet. Nice. Mình đang cần những cái cây tablet để chúng ta mở khóa thêm kiến thức các bạn ơi. Hợp lý. Ủa nhà gì kỳ cục vậy? À đây. Trời đất ơi, cái cửa nó nằm bên trái. Ui, lại thêm một cái cây tablet nữa. Được 2 miếng rồi. Mình sẽ cần đâu đó cỡ 5-6 miếng các bạn. 5 miếng để chúng ta mở khóa nhiều kiến thức nhất. Ok, mở màn bằng 2 miếng cũng khá ổn á. Bay qua đây cái. Coi thử coi cái nhà cạnh bên có gì không. Ôi trời, có cái đầu lâu xương sọ. Thêm mấy cục đá gì nữa các bạn à. Mình đoán nha, cái này nó là một cái nghi thức gì đó các bạn ơi. Hôm qua mình đụng vô cái là nó lụm luôn cái vũ khí mình á. Mình có đập được không? Ok, mình sẽ thử đập. Ủa, cái này dùng cái rìu à? Mình sẽ thử lấy cái rìu coi. Ok, mình đã chặt được cái cục. Cái này gọi là Forsaken Idol. Chưa rõ công dụng nhưng mà cứ lượm trước đi. Cái cục đá thì chắc không nguy hiểm đâu. Ok, còn kia là quặng gì vậy? Đây là Gunastone. Redstone. Ủa? À, đây là quặng redstone bình thường thôi. Ê. Có tên pháp sư áo đỏ rồi các bạn ơi. Hắn định mò qua đây hay sao á? Đúng rồi. Phải dụ hắn lại đây mới được. Sau đó thì mình sẽ cho đồng đội mình xử hắn. Tên áo đỏ. Bụp đi, tri xe. Ý sao? Tri xe chỉ cần hút hắn 2 cái thôi là hắn đi các bạn ơi. Ở đây thì đường cùng mất rồi. Wow. Lại đóng tên áo đỏ dưới và còn có một ngôi nhà nữa. Từ. Mình sẽ thu khủng long bay vô. Sau đó thì cho đội quân khủng long ra thôi. Rồi, toàn lực tấn công. Đúng rồi. Tên nào lại đây? Mình sẽ có khủng long bảo kê các bạn ơi. Đội hình tăng cơ này ra trận thì mình tự tin lắm. Đúng rồi, quậy đi. Con dơi mà nó còn chịu không nổi mà các bạn. Nice. Đấy, mình cứ đứng ở đây thôi, giữa đội hình khủng long là đảm bảo sẽ được bảo kê ha. Thủ lĩnh khủng long là phải vậy. Rồi, đội quân khủng long của mình hiện tại đã làm rất là tốt nhiệm vụ ha. Mình thì có thể vô trong này để khám phá rồi. Lại loot thêm được cây tablet nữa nha. Quá ngon luôn các bạn ơi. Ở trong này thì có vẻ cũng không còn gì khác. Nhưng mà làm sao để bọn chúng
triệu hồi ra cái con quái vật hôm qua ta. Mình thấy mấy tên áo đỏ các bạn làm phép rồi niệm chú gì á, rồi một hồi có cái con đen đen từ trong bóng tối mới xuất hiện ra. Và có một số bạn chỉ mình á, thì cái con đó sẽ được triệu hồi bằng cách là hình như là làm phép trên con dơi thì phải. Ừ, mà hồi nãy con dơi đứng cạnh mấy tên này, mấy tên đó không làm phép á, cho đi luôn. Ồ, ở đây lại thêm một ngôi nhà ở đây nữa, rất nhiều nhà luôn nha. Ồ, hình như đây là nhà của mấy tên lùng lùng áo đỏ kia các bạn, mình đoán vậy. Ồ, có thang leo lên trên nữa. Ồ, cái nhà này bị hư rồi. Thử đi qua mấy cái nhà xung quanh khác coi. Kỳ lạ. Ê, con dơi, con dơi. Cẩn thận, cẩn thận. Cô chừng, cô chừng. Cô chừng mấy tên pháp sư làm phép nha. À, tính ra bữa nay mình may mắn á các bạn. Không có bị ăn hành giống như hôm qua các bạn ơi. Ôi trời, 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 lại mấy cái con quái vật thấy ghê kìa. Thôi đi. Ui, chỗ này đừng cùng nữa chứ. What? Mình gặp được một khu vực rất là lạ luôn các bạn ơi. Nè, ở đây nó có một cái hành lang. Không biết công dụng là gì ha. Phía bên kia thì có một cái chỗ spawner và những ngôi nhà có mấy tên áo đỏ. Ok, mình vẫn sẽ vô trong. Ê, ui sao mình nghe tiếng giống như bọn chúng đang làm cái nghi thức gì đó các bạn ơi. Cái âm thanh này hôm qua là mình nghe sau khi mà bọn chúng làm phép thành công á. Ui sợ nha. Ở đây là chỗ tế đàn hay sao á. Ừ, không có cây táp lệ thêm rồi. Bên này. Ủa, bên này thì cũng không có luôn. Toan rồi, toan rồi. À, ê cái gì? Bọn chúng làm gì mình ơi? Oh no. Ê, thiệt nè, có con quái vật này nè. Ok không sao, mình xử được nó rồi. Vậy thì con quái vật kia đâu? Ê, bọn chúng đang làm phép kìa. Oh my god, oh my god. Bọn chúng đang làm phép đó các bạn ơi. Chúng ta sắp phải chiến đấu rồi. Oh my gosh. Xuất hiện đi, con kia. Ui, ui nữa hả? Không. Cái bọn này đáng ghét thiệt. Dở trò đòi bại lên người ta. Ủa, hình như bọn chúng làm phép thất bại các bạn ơi. Chỉ tạo được cái con Watcher thôi, không tạo ra được cái con quái vật hôm qua. Vậy thì các ngươi tới số rồi. Đội quân khủng long của mình có vẻ là đang áp đảo. Yeah. Đầu tư nguyên xích giáp cho khủng long có vẻ là khoản đầu tư rất là xứng đáng á. Đấy, giờ thì có nước bọn chúng triệu hồi quái vật khủng thì mới bán hành được cho mình với đội quân khủng long thôi. Ok, hôm nay có vẻ là chúng ta đã trở lại và đỡ ăn hành hơn rồi ha. Tiến triển tốt đó. Nói chung trong ngày hôm nay, đại thắng trở về là một điều mà mình thấy khá là vui ha các bạn. Quay, đôi lúc mình thấy khủng long tăng cơ lại có vẻ là hiệu quả hơn những khủng long thiên về tấn công nha. Ok, và hôm nay chúng ta còn mang về được rất là nhiều những cái cây táp lệp, cụ thể hơn là 3 cái về cái hang động kia ha. Để sắp tới mình sẽ nghiên cứu phân tích hết để chúng ta mở khóa kiến thức về cái hang động đó, từ đó mở ra nhiều cái thông tin bổ ích để chúng ta có thể phá đảo cái hang động kia. Hôm nay thì chúng ta mặc dù chiến đấu với rất là nhiều quái vật mạnh nhưng mà vẫn đảm bảo sự an toàn của tất cả những cái em khủng long và không hy sinh em nào hết. Mình thấy như vậy cũng rất là vui rồi. Hy vọng là những trận chiến trong tương lai mình vẫn sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày chiến đấu hơi bị nhiều luôn. Hy vọng là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chiến thắng trong những trận chiến sắp tới. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.